Kính thưa chủ đạo, qua cái mệnh đề thứ nhất của Huynh Hồng Quang hỏi 8 câu cho Nguyễn Ba, giờ đây đã sẽ xin thành lòng đọc lại. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Dân thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng buồm loan, rước người tu niệm xê sang vị tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Nhờ chư Vương Đạo chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Chào Quan Sa Mạc, kính chào toàn thể quý chú, quý anh, quý chị, quý em trong đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo. Vừa qua thì Minh Hóa đã chia sẻ trong cái đề của đồng đạo đã đưa lên, thì đó là nói về tấm lòng yêu nước của Đức Thầy. Rồi kế đến là tiếp theo là Minh Chú Hồng Quang đã đưa ra một cái đề số 1 trong 8 câu trong cái quyển 3. Dạ, quyển 3 tức là quyển sấm giảng. Kính thưa chư quý đồng đạo, thì trong quyển 3 này có một cái đoạn là ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Thì dân thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Thì gió đưa nước sóng bườm lon, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Và kính thưa chư quý đồng đạo, thì qua nguyên một cái một đoạn giảng trong 8 câu chú Hồng Quang đã nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ, thì hôm nay Quan Sa Mạc xin được chia sẻ theo sự hiểu của mình. Rồi Quan Sa Mạc cũng xin mời vấn chủ hoặc là mời quý vị đồng đạo nào có thể lên để góp ý thêm, tại vì mỗi người thì cũng có một cái sự hiểu mình có thể góp lại thì cái ý nó sẽ hay hơn nữa. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì qua một cái đoạn này Đức Thầy dễ dạy cho chúng ta. Và Đức Thầy cũng dạy cho chúng ta là ở đâu cũng Phật cũng trời. Kính thưa quý vị, nghĩa là ở đây cái ý Đức Thầy cho chúng ta biết là ở đâu cũng Phật cũng trời, nghĩa là ở đâu, nghĩa là tất cả mọi nơi mọi chỗ thì cũng đều có những các tánh thiêng liêng hết. Ở đâu cũng Phật cũng trời, nghĩa là ở nơi nào cũng có Phật hết, cũng có trời hết. Mình nói đó là mình nói về cái bên ngoài, nghĩa là mình sống trong đây là cái cõi này là cái cõi hữu hình. Tuy nhiên trong cái cõi hữu hình này nó cũng có các tánh vô hình, lúc nào cũng là xem xét, cũng nhìn ngó đến chúng ta. Cho nên có cái câu là Đức Thầy cũng có cho biết là thành lòng nước lã nên hồ đó, hữu tâm chí đức tâm lồ Phật ban đó. Nghĩa là cho nên mình sống trong cái cuộc đời này là nếu ở đâu cũng có Phật hết, ở đâu cũng có, nghĩa là ở đâu cũng có Phật có trời, mà nó là mình nói về bên ngoài. Thì trong trong cái hữu hình mình đã đang sống thì cái vô hình cũng có các đấng thiêng liêng đó. Và ngoài ra ở đâu cũng có cái tâm Phật trong lòng mình, nghĩa là trong 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 mỗi chúng ta cũng có ông Phật lòng của mình vậy. Thì đó là cái ý thứ nhất, là ở đâu cũng có ơn trên hết, cũng có các đấng thiêng liêng. Tâm thành chí nguyện xem đời khó chi, nghĩa là nếu mà cái tâm của mình mà chí nguyện đó, cái tâm của mình đó, cái lòng của mình mà thành cái chí của mình, mà nghĩa là cái tâm chí mình mà có cái sự thành tâm có cái chí nguyện rồi đó, thì tất nhiên cũng được các ngài nghĩa là chứng giám đến mình đó, nếu mà chúng ta có cái lòng nhiệt thành. Bởi vì á, thì qua cái câu mà chúng tôi đã nói đó, thành lòng nước lã nên hồ đó, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban đó, nghĩa là mình thành tâm rồi đó. Mình thành tâm thì tất nhiên mình sẽ đạt được cái sở nguyện trong cái cuộc đời chúng ta, nghĩa là bất luận cái việc gì cũng vậy hết. Có cái câu là cái câu gì mà là nếu mình lòng mình mà thành rồi thì đá cũng có thể mà chẻ đá gì vậy? Kim thạch dĩ khai, qua sao mà quên cái câu đó. Dạ, thì nếu mà chúng ta cái lòng của mình kiên quyết thì nhất định mình sẽ thành công bất luận trong cái cuộc đời cũng vậy, nghĩa là mình phải có cái lòng kiên quyết, có cái chí nghĩa là quyết định dứt khoát hay là tiến bước thì tất nhiên chúng ta sẽ thành công. Thì ở đây qua cái câu kế tiếp là thành
tâm thành chí nguyện xem đời khó chi, nghĩa là mình nếu mình có cái tâm lòng tha thiết, cái chí nguyện lớn lao thì tất nhiên mình sẽ đạt được cái kết quả, mình sẽ thấy được cái sự hạnh phúc ở sau này của chúng ta. Rồi kế đến là văn thù Bồ Tát Từ Bi. Kính thưa quý vị, văn thù Bồ Tát Từ Bi đây thì nói về ngài văn thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì ngài văn thù Sư Lợi Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát mà trong cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, thì trong cái thời đó Đức Phật thuyết pháp rồi, thường thường thì ngài văn thù Sư Lợi Bồ Tát thì đều đến để mà hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì ở đây là nói Đức Thầy cũng nhắc lại là văn thù Bồ Tát đều từ bi, nghĩa là ngài văn thù Sư Lợi Bồ Tát thì tất cả các vị Phật, tất cả các vị Bồ Tát thì đều có cái lòng từ bi bác ái, đều có cái lòng nghĩa là thương tất cả chúng sanh, thương tất cả nhân loại chúng sanh. Thì ở đây chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian, văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian. Thì kính thưa chư quý đồng đạo, nghĩa là nhắc, Đức Thầy nhắc đến ngài văn thù Bồ Tát thì đầy cái lòng từ bi bác ái thương xót tất cả chúng sanh. Nghĩa là ngài dùng cái quyền lực của ngài, ngài dùng cái trí huệ của ngài, ở đây thì chỉ cho ngài chèo thuyền bát nhã, thì chỉ cho cái thuyền bát nhã là cái thuyền đại đạo đó. Cái thuyền bát nhã ở đây chỉ cho cái đại đạo, nghĩa là ngài dùng cái quyền lực, cái trí huệ của ngài mà nói về sự, thì ngài dùng cái thuyền bát nhã để cứu vớt chúng sanh trong cái hồi khổ nạn đó. Còn nói về cái lý thì ngài dùng cái trí huệ, dùng cái đại đạo để cứu độ tất cả chúng muôn loại chúng sanh. Rồi gió đưa nước sóng bườm lon, gió đưa nước sóng bườm lon, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Thì ở đây gió đưa nước sóng bườm lon ở đây chỉ cho, nghĩa là thì ngài dùng cái trí huệ của ngài để mà xông pha, để mà lướt vào để cứu độ tất cả chúng sanh đó, nghĩa là rước người tu niệm, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Nếu mà chúng ta mà tu hành, chúng ta mà trở lại nội tâm tu hành hiền đức rồi thì chắc chắn sẽ được các ngài cứu độ cho mình, được an ổn, được là hạnh phúc. Bởi vì cái chữ rước người tu niệm xê sang phỉ tình ở đây, chữ xê sang nghĩa là mình làm cho mình được vui vẻ, được hạnh phúc, được vinh hạnh vậy đó. Nên là rước người tu niệm chừng đó mình sẽ xê sang, mình phỉ tình nguyện ước của mình, mình được hạnh phúc, được vui vẻ. Thì tới chừng đó mình sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc, thì nhờ cái công tu niệm của mình. Rồi ai mà ta dạy chẳng dình, thì tới chỗ này đó, và Đức Thầy cho biết là sau này nếu mà ai mà không có nghe lời dạy của Đức Thầy rồi đó, không có dình theo rồi đó, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Chừng đó mình khổ rồi thì đừng có trách sao mà Phật không cứu mình, Thầy sao không độ mình. Rồi chừng đó thì cũng đã muộn rồi. Cho nên Đức Thầy cũng có cho biết là, nghĩa là để nước đến chân e khó nhảy đó, co giò phóng riết lọt ngoài sâu đó. Bây giờ mà mình không tu rồi, mình cứ lo chạy theo, lo danh theo lợi, lo tình, chạy theo dục lạc cái thế gian này, không có nghe lời Đức Thầy dạy, thì chừng đó rồi, tới chuyện rồi thì co giò phóng riết, nghĩa là thì tất nhiên phải lọt ngoài sâu thôi, lọt ngoài sâu thôi, làm sao mình để nước đến chôn rồi mình đâu có nhảy kịp. Thành ra chừng đó mình khổ. Cho nên bây giờ Đức Thầy luôn luôn lúc này cũng khuyến tấn, khuyên dạy cho chúng ta, nghĩa là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư đó. Nghĩa là chứ bây giờ ngày nay đạo đức chẳng dình, rồi sao dẫu có. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Thì tới chừng đó nghĩa là bây giờ mà đạo đức mà mình không có lo, mình không có lo tới, mình không có nghiên cứu, không có chịu là siêng năng tu hành, thì sau này cho dầu mình có tiền ngàn, giờ mình không có mua được nữa, biển sông lặn lội hơn thua, tạo tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Thì tới chừng đó mình lặn hụp trong cái cõi trần này, rồi tự cái thân mình tạo cho cái sầu, cái khổ cho mình mà thôi, cũng chính mình. Thì kính thưa quý vị, ở đây thì cũng chính mình đi đến cái chỗ kết quả hạnh phúc, thì cũng chính mình đưa mình vào cái cảnh khổ đau đọa lạc, thì cũng chính mình thôi. Thành ra trong cái cuộc đời chúng ta đang sống ở đây đó, ở đâu cũng có ơn trên Đức Phật, ở đâu cũng có trời có Phật hết. Mình luôn luôn lúc nào mình làm một cái việc gì, chúng ta nhớ lại bên mình bên trong, bên mình nè, lúc nào cũng có các đấng thiêng liêng, nghĩa là gìn giữ, cũng nhìn ngó, cũng
dòm ngó đến mình. Thành ra lúc đó mình mạnh dạn mình tiến tu, hoặc là mình nếu mà mình làm những cái việc gì mà không phải thì mình cũng nhớ đến, nhớ đến, nghĩa là ở đâu cũng có Phật có trời hết, mình phải răng chừa lấy mình. Thành ra ở đây nếu mà mình nghĩ như vậy rồi thì cái tâm của mình ở đâu cũng có Phật, ở đâu cũng có trời, mà nếu chúng ta tha thiết với cái tâm thành của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được cái kết quả, chứ là do cái lòng thành của mình. Và lúc nào cũng vậy trong cái cuộc đời của mình đó, nghĩa là các ngài thì luôn luôn lúc nào cũng thương, với lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh dữ lắm. Nhưng mà muốn cứu độ mình, nhưng mà mình không có chịu bước xuống thiền thì làm sao mà ngài chèo cái thiền Bát Nhã này để cứu mình cho được. Nghĩa là cái điều quan trọng, nghĩa là cái chiếc thiền Bát Nhã nó đã đến bến rồi mà mình ăn thua mình, chúng ta phải tự thân mình phải bước xuống đó. Tự thân mình phải đi đến, tự thân mình phải bước xuống thì các ngài mới cứu độ mình. Giống như là các ngài đã giơ cái cánh tay vàng xuống mà mình không có chịu gần gũi các ngài, mình cứ rong ruổi chạy đuổi theo bôn ba, theo vật chất, theo tiền tài, theo danh lợi hoài. Nghĩa là lúc nào mẹ cũng muốn gần con, mẹ cũng muốn cứu độ cho con, và con thì cứ xa, cứ lánh mãi mẹ mãi thì làm sao mà mẹ và con được gần nhau được, không có thể nào được gần nhau được. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật cũng cho biết là Phật ức chúng sanh như mẫu ức tử, nhược tử đào thải tuy ức hại di, nhược tử ức mẫu như mẫu ức tử thì mẫu tử lịch sanh tích tương di diễn. Nghĩa là Phật thì thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng muốn dìu dắt tất cả, nghĩa là chúng sanh hết. Mà con mà nếu mà con mà cứ xa lánh mẹ mãi thì mẹ làm sao mẹ con được gần nhau. Bằng như con mà lại gần mẹ thì mẹ con sẽ gần nhau đời đời không xa cách. Thì hôm nay đây đó, nếu chúng ta gần gũi với Phật, gần gũi với kinh, nghĩa là gần gũi với Phật là trao sửa thân tâm của mình, thì Phật chèo chiếc thiền Bát Nhã này, chúng ta bước đến thì mình và Phật sẽ được gần nhau, rước mình được sự tu niệm, được xê sang, rước những người như là hành đạo, những người tu hành, được lúc đó mình sẽ được xê sang, phỉ tình, được hạnh phúc, được an lạc. Còn mà mình xa rời đạo đức, mình không chịu trao sửa thân tâm, mình cứ chạy theo cái danh đùa lợi tình hoài, mình lặng hợp trong đó, mình không có nghe lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy, thì chừng đó thì đừng có trách, nghĩa là đừng có trách cái sự khổ sở đến, đừng có trách sao mà Phật không cứu mình, Thầy sao không độ mình. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái lời mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta. Nghĩa là phải tự mình vươn lên, tự mình cố gắng tu hành, để cái ngày đó mình được sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Và kính thưa chú quý đồng đạo, vì vừa qua Qua Sa Mạc đã chia sẻ qua 8 câu của chú Hồng Quang, thì kế đến là bây giờ thì Qua Sa Mạc muốn mời thêm có một đồng đạo nào có góp ý thêm để được đầy đủ, Qua Sa Mạc cũng học hỏi. Còn nếu không thì Qua Sa Mạc xin trả về cho vấn chủ có ý gì thêm không? Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, sẽ quay xem mặt gửi mít lại.